thông tuyến đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, có lẽ phần quan trọng nhất chính là hầm Núi Vung. Nó gần như là cánh cửa chính cho tuyến đường này. Và nếu bây giờ cửa không mở thì ta không thể thông được đường. Thật sự rất cảm ơn đơn vị thi công nỗ lực ngày đêm để hoàn thành con đường sớm nhất nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông cao trong dịp lễ Tết, nếu điều đó là thành hiện thực. Và hơn hết cũng tự hào năng lực đơn vị thi công với kỹ thuật và tinh thần vượt qua mọi khó khăn để có kết quả và vượt thành tích. Gần đến Tết Nguyên Đán rồi, có lẽ mọi người đang rất quan tâm đến tuyến đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo này có được đi vào dịp Tết hay không. Mọi thông tin dù nhỏ nhất cho tuyến đường này có lẽ sẽ luôn được chúng ta trông đợi. Hiện tại lưu lượng xe đang tấp nập ở các tuyến đường từ quốc lộ cho đến tỉnh lộ nhằm vận chuyển hàng hóa và con người. Việc đưa tuyến đường cao tốc này vào hoạt động giúp một phần san sẻ bớt giao thông mà còn rút ngắn thời gian đi lại rất cần thiết. Đây là một số hình ảnh và thông tin cập nhật đến trong thời gian này. Dù công việc thời điểm này khá là nhiều, nhưng cũng cố gắng gửi đến mọi người thông tin nóng hổi nhất. Đây là hình ảnh con đường đang trong tư thế chuẩn bị cho các chuyến xe sẽ lưu thông trong những ngày sắp tới. Con đường sạch sẽ, tươm tất với mọi cơ sở vật chất trang bị đầy đủ từ dãy phân làn, chống chó, vạch kẻ đường, thành chắn bảo vệ, hệ thống thoát nước và hàng rào bảo vệ, v.v. Bên cạnh đó là đường dân sinh cũng rất bằng phẳng và đang được cho thi công khá là tốt. Mọi người hiện tại đang hỏi lưu thông được chưa đúng không ạ? Theo nhận định và nhìn tiến độ công trình và theo nguồn tin chưa chắc chắn lắm thì mình cũng có thể nói với mọi người là có khả năng cao sẽ lưu thông trong dịp Tết này. Vài ngày nữa chúng ta sẽ có thông tin chính thức và mình cũng hy vọng mọi thứ đúng như mong đợi. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là Tết rồi, nên thông tin về việc lưu thông cho tuyến cao tốc này được mọi người mong ngóng lắm. Mình cũng cố gắng gửi đến cho tất cả mọi người những chi tiết nhất có thể cho đường cao tốc này. Trên màn hình là đường dân sinh được cán láng bằng phẳng. Việc lưu thông trên các đường đã và đang thi công này rất là tốt. Đường khá thoáng, lưu và cán láng tươm tất hơn nhiều so với trước đây. Với hệ thống đường dân sinh được thực hiện như thế này sẽ rất thuận lợi, an toàn cho tuyến cao tốc khi đi vào hoạt động, cũng đảm bảo cho người dân quanh khu vực cao tốc có lối đi tốt hơn cho hoạt động dân sinh của mình. Cùng mình xem qua những hình ảnh con đường này nha. Hiện thời bây giờ nó khá là tươm tất, cũng như là sạch sẽ, gọn gàng để đảm bảo cho việc lưu thông trên tuyến đường này rồi. Từ Vĩnh Hảo cho tới Phan Rang, qua Phan Rang đến đoạn gần Thuận Bắc á, thì nó mới có một số cái nó chưa có hoàn tất, nhưng riêng từ Phan Rang trở lại thì nó đã hầu như là tương tất hết rồi và đảm bảo cho việc lưu thông xe một cách thuận lợi cũng như là an toàn. Hiện thời bây giờ khá là nóng và gió, đi trên đoạn đường này khá là mệt mỏi. Thời điểm này là thời điểm trưa nắng đó mọi người, nên là rất là mệt. Để mà có một cái hình ảnh xuyên suốt
cho tới thì phần mà tới Khánh Hòa thì mình đi có thể là phải trên 100 cây số, và vòng đi vòng về thì nó cũng sẽ mất khoảng tầm 200 cây. Nhưng mà biết là mọi người đang mong ngóng và theo dõi tình hình tiến độ của tuyến cao tốc này, cho nên mình cố gắng để mà gửi đến cho mọi người những cái thông tin, những cái hình ảnh để mọi người có thể cập nhật và thể đánh giá được việc là đoạn đường này có thể là sớm hay muộn đưa vào hoạt động. Và mình cũng nghĩ rằng thời gian cũng sớm thôi, các đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng để mà đưa con đường này được lưu thông và giảm tải cho việc ở ngoài quốc lộ hiện giờ bây giờ cần tết chở hàng hóa cũng như là con người về du lịch hay về quê đồ nó cũng khá là nhiều. Con đường này vào hoạt động thì nó sẽ giúp ích cho người dân về khoảng cách cũng như là về thời gian để mà đi từ Sài Gòn đến Nha Trang nhanh nhất. Các hệ thống về bảng hướng dẫn, chỉ dẫn các len đường, các đường kẻ vạch đồ hầu như là mình thấy là đã hoàn tất hết rồi. Và con đường nó cũng sạch sẽ, cũng đã được dọn một cách tươm tất. Một số cái nó vẫn còn chưa có hết cát do là ở đây gió đồ nhiều á. Nhưng mình nghĩ rằng có thể một thời gian ngắn là sẽ cho dọn sạch sẽ những cái phần mà ấy còn lại này để mà đưa vào hoạt động nhanh chóng thôi. Và đây là phía hướng về Thuận Bắc nha mọi người nha. Mình sẽ đi mình review cho mọi người xem. Cái phần mà ở đây thì mình thấy là lan can, các len đường, các đường kẻ thôi nó chưa có, nhưng mà cái phần này mình nghĩ là cũng sẽ nhanh chóng để mà kẻ đồ xong hết. Thì thời gian có thể là khoảng tầm một tuần, mà một tuần 10 ngày gì đó là thông tin về tuyến đường này như thế nào là sẽ có nắm bắt chắc chắn cho mọi người rồi. Cung đường này khá là đẹp, mặc dù thời tiết ở đây nó hơi nắng và gió, nhưng mà để đi trên tuyến đường này những quan cảnh về quạt gió cũng như là những cái cánh đồng có rất là nhiều cừu nó gây cho mình một cái sức hút cũng như là cái điều thú vị để mà đi trên cái đoạn đường này. Mình ở đây mình không có nói về ban tối nha. Ban tối thì đi những tuyến đường cao tốc từ Phan Thiết hoặc là từ Dầu Dây Phan Thiết, Phan Thiết Vĩnh Hảo đến Vĩnh Hảo Cam Lâm thì đường nó đi buổi tối thì nó rất là tối,
Và những video trước mình cũng có review cho mọi người xem á, thì đi tuyến cao tốc mà Vĩnh Hảo Phan Thiết buổi tối á, nó tối lắm, nó không có đèn, cho nên là đi cao tốc thì mọi người cũng có thể là hạn chế đi vào ban đêm, hoặc là mình đi thì mình cũng phải giữ khoảng cách an toàn và chú ý tỉnh táo. Đây là đoạn đồi đang được cho thi công nè mọi người. Hầu như là được cán láng đồ sạch sẽ hết rồi. Các hai bên vách thì nó vẫn còn lồi lõm và cũng đang cho thi công, cũng đang cho dọn dẹp xe tải đồ cũng đậu để mà chở những cái khối đất đá. Đi qua đoạn đường này thì cũng chú ý, thì nó có khả năng là từ các xe trên cao nó đang thi công á, đá đồ nó có thể là lăn xuống, nên là cũng cẩn thận khi đi con đường này. Xa xa trên cao mọi người thấy là những cái xe mà nó đang, những cái thiết bị mà nó đang di dời để mà phá dỡ những cái khối đá ở bên phía trên, nó còn đang làm hoạt động rất là nhiều. Hai bên vách đó thì lồi lõm nó cũng còn nhiều, khá là nhiều. So với lần trước mình đi thì nó còn yên ắng, nhưng mà hiện tại bây giờ mình thấy là công việc các xe đồ nó đang hoạt động rất là tấp nập luôn. Và đây là đoạn đường phía trên đã được cán nhựa nè mọi người. Video đến đây cũng gần hết rồi. Gửi cho mọi người cái quan cảnh như là cái tiến độ của tuyến đường cao tốc này, hy vọng rằng sẽ có thông tin sớm nhất về việc đưa vào lưu thông cho tuyến đường này cho dịp Tết này, để thuận tiện cho việc rút ngắn thời gian cũng như khoảng cách đi từ Sài Gòn đến Nha Trang. Hy vọng rằng video sau để mình sẽ gửi đến mọi người những cái thông tin chi tiết hơn và hình ảnh rõ nét hơn trước khi thông xe nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.